Đây là hậu một nhá, hậu một gáy đủ luôn các bạn nhá, chim rất là thuần luôn. Gáy rất tự nhiên, chim này rất thuần luôn. Đấy, gáy buổi chiều lúc 4 rưỡi. Đấy, rất hồn nhiên luôn. Liên hồi. Đấy, gáy nghe đấy. Tự nhiên. Clip số 40 cực thuần. Lúc 3, lúc 4. To đẹp, mắt đỏ, ao ao.